Ankato xây nhà cùng bạn. Ankato xây nhà cùng bạn. Rất vui mừng gặp lại tất cả quý anh chị trên kênh Ankato xây nhà cùng bạn. Đây là cái công trình nhà 2 tầng mái Nhật. Thì đây là một công trình 2 tầng mái Nhật rất được ưa chuộng, hay là gọi là nhà quốc dân, đúng không ạ? Thì bây giờ các anh chị có thể quan sát phần khuôn bao ngoài cổng thì các bác thợ đang tiến hành hoàn thiện rồi. Và cái phần nhà thì các anh chị nếu mà nhìn qua video chúng ta thấy lấp ló đã có một cái ngôi nhà 2 tầng rất là đẹp. Và với cái công trình này thì các anh chị không biết là sử dụng các vật liệu gì, thì mời anh chị chúng ta sẽ đi vào bên trong để cùng tôi khám phá xem những vật liệu như nào đẹp nhất cho ngôi nhà này nhé. Mời anh chị cùng tôi đi vào bên trong. Vừa rồi các anh chị đã quan sát phía ngoài cổng khuôn bao. Bây giờ thì cái phần cổng này hoàn thiện xong nữa thì công trình sẽ lộ ra vẻ đẹp. Bây giờ các anh chị sẽ tập trung quay nhìn vào phía ngôi nhà chính nhân vật ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ tất cả các anh chị. Thì toàn bộ cái công trình này đã tiến hành sơn được hết phần ngoài, còn bên trong thì đang làm các cái bước còn lại để chúng ta hoàn thiện ngôi nhà. Thì vấn đề sơn của công trình này thì chúng tôi cũng sẽ mách nhỏ cho các anh chị cái cách để chúng ta sơn làm sao tốt nhất. Để sơn đẹp nhất trong một công trình thì chúng ta sẽ phải sơn đủ 4 lớp. Lớp số 1 là lớp lót, lót 1, sau đó đến lót 2 và lớp màu 1, lớp màu 2. Và mỗi một lớp như vậy thì chúng ta sẽ phải sơn cách nhau là 2 giờ đồng hồ. Thế làm sao để chúng ta là thợ sơn chúng ta vẫn sơn liên tục và vẫn đủ cách nhau 2 giờ đồng hồ? Thì kinh nghiệm của chúng tôi thi công rất nhiều công trình là các anh chị, chúng ta sẽ sơn phần tầng 2 trước. Sơn xong tầng 2, lớp lót tầng 2, chúng ta xuống tầng 1, chúng ta sơn lớp lót tầng 1. Và tương tự như vậy, chúng ta sẽ sơn lớp màu tầng 2, sau lại xuống lớp màu tầng 1. Và các anh chị cứ làm từng bước vậy, từ trên cao chúng ta tụt xuống dưới thì chúng ta sẽ cách đủ 2 tiếng đồng hồ. Đây là kinh nghiệm để các anh chị thi công. Ngoài ra thì các anh chị chú ý là chúng ta sẽ phải để một cái hành lang nhỏ ít nhất 1 mét như này để chúng ta làm hành lang để chúng ta đi vào. Và nhà thì đương nhiên là các anh chị phải có khu vực bồn để trồng hoa. Đấy, thì ở đây là cái bồn trồng hoa phía ngoài đây. Và cái phần này ốp bằng gạch gì và giá bao nhiêu tôi sẽ chia sẻ các anh chị ngay bây giờ. Mời anh chị đến cái khu vực bồn hoa trước. Tại vị trí khu vực bồn hoa đây các anh chị quan sát, tôi xin phép lấy cái ống nước này là cái phần chỉ cho các anh chị. Đây là cái phần đá tự nhiên. Với cái loại đá này ấy, thì các anh chị lưu ý là chúng ta thấy cái loại đá này nó có hai loại. Loại thứ nhất là 230.000 mét, loại thứ hai là 250.000 mét. Nó chỉ khác nhau có 20.000 thôi. Nhưng mà khác nhau ở cái điểm này, bạn cameraman sẽ quay gần tôi sẽ chỉ này. Cái điểm khác nhau 20.000 ấy là ở cái cạnh vát này này. Đấy. Nếu mà viên đá mà chúng ta có cái cạnh vát 4 cạnh này, vát góc 4 cạnh này thì là 250.000 một mét. Còn nếu mà phẳng không vát góc này thì là 230.000. Chỉ chênh nhau 20.000 là nhờ cái cạnh vát này. Có cạnh vát này thì chúng ta nhìn cái viên gạch thẻ đá xanh tự nhiên này nó có chiều sâu hơn và nó đẹp hơn. Chính vì vậy nó sẽ đắt hơn một chút, 20.000 thôi các anh chị ạ. Công trình nhà đẹp thì chúng ta sẽ đầu tư thêm, không có gì cả, đúng không anh chị? Thì nhà sẽ đẹp hơn. Và tiếp theo đây thì các anh chị quan sát cái phần bậc này của chúng ta. Thì với cái công trình nhà mà đã cao rồi, nền đất đã cao, thì tôi khuyên các anh chị nên xài 3 bậc thôi. Xài 3 bậc để chúng ta dễ đi lại. Đấy, nếu mà nhà mà nền thấp thì chúng ta sẽ nâng cái bậc lên thành 5 bậc. Nhưng với công trình này, với nền đất cao thì các anh chị làm 3 bậc thôi để dễ đi lại. Và hai bên này thì cũng để các cái vị trí để trồng bồn hoa. Đấy các anh chị. Và ở đây thì chúng ta sẽ quan sát các cái phần phào chỉ đắp cái phần cột của chúng ta để tạo điểm nhấn đặc biệt cho không gian. Với cái cột này, cái phần bệ này của chúng ta là kích thước là 75 này. Còn cái phần cột bên trong này kích thước của chúng ta là 55. Đấy. Với kích thước cột như này thì chúng ta nhìn rất là khỏe khoắn. Còn một cái chi tiết đặc biệt nữa muốn chia sẻ với anh chị ở cái phía đằng hông bên này. Mời anh chị chúng ta sẽ sang phía bên này. Ở đây thì bạn cameraman sẽ di chuyển cùng với chúng ta sang phía này. Ở đây thì các anh chị có thể quan sát cái phần đây, cái phần đắp của chúng ta đây các anh chị nhìn này. Ở cái phần đắp này đấy thì chúng ta thấy là chúng ta sơn đồng màu với màu của cửa gỗ lim này. Đấy, đồng màu này. Vì chúng ta nhìn từ xa chúng ta tưởng đây là cái phần bằng gỗ hết, nhưng thực ra là không phải bằng gỗ các anh chị ạ. Đây là vẫn là bằng tất cả là các cái đường chỉ đấy của người thợ xây tài hoa để chúng ta tạo ra các điểm chỉ và các điểm nhấn như này. Đấy, và chúng ta sơn đồng màu cùng với màu vân gỗ, chúng ta nhìn cảm giác như nó là gỗ nhưng không phải là gỗ các anh chị nhé. Đấy, vẫn là vữa xi măng và bê tông thôi. Đấy các anh chị. Và tiếp theo ở đây thì chúng ta cũng có một cái bồn nữa để chúng ta trồng hoa, trồng cây tùng
hoặc cái cây cảnh ở đây vào một cái thế chúng ta có thể nhìn lên được sẽ cao tầm này, cây tùng chẳng hạn. Nó đang có thể nhìn từ phòng khách ra đây chúng ta nhìn thấy cây. Và đây là cái khu vực bậc của bước vào khu vực bếp ăn của chúng ta. Đây nhá, đây bậc. Và tất cả các anh chị nhìn để ý cái góc này. Cái góc này thì lấy nguyên cái cột của tất cả các cột các góc nhà. Đấy là bề thế, và đây có cái phần xẻ rãnh 3 cm. Đấy, 3 cm xẻ rãnh thì có hai rãnh bằng một cái rãnh thấp hơn để chúng ta tạo điểm nhấn cao thấp, nó giống như những cái nốt nhạc cho ngôi nhà của chúng ta có nhiều cái âm điệu âm hưởng happy happy. Đấy là những niềm vui, đấy là những nốt nhạc lên xuống để các anh chị để ý những ý tưởng thiết kế như vậy. Mời các anh chị chúng ta sẽ đi vào bên trong nhé. Bên trong công trình này thì chúng ta sẽ thấy có rất nhiều các cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với các anh chị bên trong. Đây, mời các anh chị chúng ta vào bên trong. Cái phần vật liệu đầu tiên chúng tôi muốn chia sẻ với các anh chị thì ngày nay thì cái gạch ốp của chúng ta, vật liệu gạch càng ngày càng to. Với những năm 80 thì viên gạch của chúng ta chỉ là gạch 20-20. Với những năm 90 viên gạch của chúng ta chỉ là 40-50. Với những năm 2000 thì câu chuyện của viên gạch của chúng ta không còn là gạch 40-50 nữa, mà là gạch 60 1m2 và 1m1m. Càng ngày thì cái viên gạch lát nền của chúng ta càng ngày càng to hơn theo thời gian anh chị vợ. Và chúng ta đang ở giai đoạn những năm 2022 thì viên gạch của chúng ta bây giờ là 1m các anh chị ạ. Đây thì khoảng cách của chúng ta từ phía bên này sang phía bên này 1m. Từ này đúng là viên gạch này 1m2 luôn các anh chị ạ, đúng 1m1m. Thì với cái loại gạch này là 480.000 1m. Một viên của chúng ta là 480.000. Nếu anh chị làm tròn cái công vào nữa thì chúng ta sẽ hơn 500.000, đúng không ạ? Công 70.000 một mét vuông ốp nữa thì là chúng ta có 550.000 một cái viên gạch này, cả công thợ và ốp vào. Để mời anh chị chúng ta sẽ đi vào bên trong. Đấy là phần vật liệu gạch thì chúng tôi cũng chia sẻ với anh chị như vậy. Tiếp theo là cái phần phần này là phần gỗ. Đấy, gỗ tự nhiên. Gỗ tự nhiên này là gỗ Nam Phi. Nếu mà các anh chị làm cùng một cây gỗ, cùng một vân màu vàng, hay là cùng một vân màu đỏ, hay là cùng một vân màu cam, hay là cùng một cây, thì giá thành mét vuông là 4,5 triệu. Còn nhiều cây gỗ ghép lại với nhau thì nó rơi khoảng 3,8 triệu đến 3,5 triệu một mét. Đấy là tùy theo nhé. Các anh chị phải để ý như vậy. Cùng một cây gỗ giá khác, và nhiều cây gỗ ghép vào giá khác, mà cũng là gỗ Nam Phi. Nhưng mà các anh chị để ý vân ấy, nó đều vân, tất cả vân cánh cửa, tất cả mọi cái thì giá nó khác. Và tiếp theo này, để các anh chị nhìn, chúng ta có các cái phần chỉ khuôn bao này, chỉ khuôn bao chạy xung quanh mặt trước, mặt sau đều có cái đường chỉ như này, thì cũng giá khác, giá cũng đắt hơn. Các anh chị lưu ý như vậy để các anh chị hiểu về vật liệu, chứ không phải là cũng là cửa vuông lim tại sao có nơi thì báo 3,1 triệu, có nơi báo 3,8 triệu. Nhưng các anh chị để ý cái đường chỉ này cho tôi, và để ý cho tôi thêm một cái yếu tố nữa, đó là cùng một cây gỗ thì giá khác, và nhiều cây gỗ ghép lại thì giá khác. Rồi mời anh chị chúng ta sẽ đi vào bên trong. Ở bên trong của công trình này thì chúng ta có thể quan sát một khoảng không rất là rộng. Đây là khu vực phòng khách anh chị ạ. Ở đây phòng khách. Và cái sản phẩm sơn của công trình ngày hôm nay thì chúng tôi, các anh chị nhìn đây là cái hãng sơn mà chúng ta sử dụng, MyColor nhé. Đấy, các anh chị nhìn đến MyColor Tush. Đây là cái thương hiệu rất là nổi tiếng. Rồi các anh chị, chúng ta sẽ vào tiếp theo. Đây là cái phần cửa chính đây. Các anh chị nhìn này. Đây là cái phần cửa gỗ chính chưa được lắp dựng. Bạn Caramel sẽ nhìn, tôi sẽ phân tích cho các anh chị cái phần tay nắm và cái khu vực hoa văn này. Đây là cái khu vực của hoa văn mà tạo điểm nhấn đặc biệt cho cái không gian cửa gỗ lim của chúng ta. Đây, các anh chị nhìn, có rất nhiều gia đình sử dụng cái chỗ này là cái đài sen. Để có các gia đình thì có những họa tiết đặc biệt. Đây là một cái họa tiết rất là nổi và đặc biệt. Thì với cái công nghệ ngày nay thì chúng ta chạy máy CNC thì những cái hoa văn họa tiết nổi và đẹp như thế này thì máy móc đã làm giúp cho chúng ta. Và chúng ta chỉ cần bây giờ anh chị chỉ chủ yếu là cái lắp ghép các cái đường chỉ và các cái phần ghép của chúng ta làm sao nó khít nhất để cho cái không gian của cái phần miếng gỗ tạo ra cái cánh cửa này nó đẹp nhất. Thì anh chị chủ yếu bây giờ phụ thuộc vào bàn tay của chúng ta thôi. Đấy, bàn tay người thợ. Và đây là một cái cửa sổ rất là lớn, để khu vực này là khu vực bàn ăn. Và phía sau đây có cái cửa để chúng ta đi vào không gian bếp, toàn bộ không gian bếp. Và dưới tầng 1 này thì các anh chị thấy đây khu vực phòng khách. Và tại vị trí hai cái phần cột bên này thì chúng ta sẽ làm một cái vách gỗ. Và tại vị trí tôi đang đứng đây là khu vực TV để chúng ta nhìn trực diện vào đây. Đấy, các anh chị, còn bên phía này sẽ đặt bộ bàn ăn đẹp nữa. Và trên trần này thì sẽ ốp gỗ pơ mu, một loại gỗ rất là thơm và
có nhiều cái giá trị trong các cái công trình nhà đèo thì chúng ta hãy lưu ý ốp những vật liệu như vậy. Các anh chị sẽ quan sát công năng tiếp theo. Ở cái công năng bên này thì chúng ta sẽ có thêm một cái phòng vệ sinh. Đấy. Phòng vệ sinh vào đây tất cả gia đình đều làm bằng cửa gỗ hết và cái nẹp gỗ này. Với cái nẹp này thì đơn giá là 90.000 một mét dài nhé. Các anh chị nhé, 90.000 mét dài cái nẹp này. Đấy, tất cả đi vào không gian khu vệ sinh. Và phía dưới tầng 1 thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ. Đây, các anh chị vào bên trong phòng ngủ này. Phòng ngủ này tất cả đều bằng cái khuôn gỗ hết. Các anh chị nhìn, toàn bộ là bằng khuôn gỗ lim, nằm phi hết, cùng một cây gỗ. Còn phía đây là cái không gian ô cửa sổ của chúng ta. Với ô cửa sổ này thì các anh chị sẽ quan sát cũng là làm bằng gỗ lim hết. Và song cửa sổ này thì được làm bằng gỗ lim và thành bốn vuông, bốn góc. Và các cái góc này thì chúng ta thấy là tạo cái đường chỉ và vân rất là đẹp ở các cái góc, ở cái tay gỗ này. Rất là khỏe, đúng không? Các anh chị thấy tầng 1 của chúng ta. Phòng ngủ này có diện tích là 16m2. Tiêu chuẩn một phòng ngủ là 16m2. Thì bao để chúng ta làm sao đạt được 16m2 thì theo tiêu chuẩn ngành xây dựng ấy, thì 16m2 nhân với chiều cao chúng ta phải ít nhất được 48m2 khối dốc thì chúng ta sẽ ngủ được trong căn phòng đó trong vòng 8 tiếng các anh chị nhé. Để rồi mời các anh chị chúng ta sẽ đến khu vực cầu thang của công trình. Với cầu thang này thì các anh chị để ý đến chiều cao bậc ấy, để làm sao để chúng ta đạt được cái độ cao từ 15 đến 17 cm. Và với cái độ cao như vậy khi chúng ta đi lại nó rất là tiện, nó không bị căng cơ. Và tại cái khu vực ô cửa sổ ở khu vực cầu thang này, để chúng ta lấy toàn bộ cái ánh sáng hắt vào cái lối ly của chúng ta, để tránh chúng ta phải bật điện nhiều. Đây là cái ánh sáng chiếu toàn bộ vào. Thì ở đây các anh chị nhìn ở khu vực cầu thang chúng tôi tính toán chiều cao bậc đi rất là khéo léo. Và khu vực trên này thì chúng ta sẽ thấy là ở phía trên này thì có hành lang, và đây là khu vực phòng tắm vệ sinh y chang phía dưới. Và đây là một phòng ngủ, và đây là không gian phòng thờ. Và tất cả các hệ thống cửa, vì tôi giới thiệu với anh chị đây là nhà là làm thợ mộc rồi, cho nên là cửa là làm gỗ hết, rất là đẹp và chỉnh chu. Đấy các anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá không gian phòng ngủ ở vị trí này luôn các anh chị nhé. Tại phòng ngủ này thì cũng giống y chang phòng ngủ phía dưới, 16m2. Và chúng ta cũng có ô cửa sổ giống y chang ở tầng dưới. Đấy, nó sẽ đồng bộ với nhau. Đấy, các cái tay nắm của không gian này thì đây là hai cái ô cửa cố định và đây là ô cửa mở. Chúng ta sẽ mở cái cánh ra để lấy ánh sáng đưa vào. Để phòng ngủ đầu tiên tôi muốn chia sẻ với anh chị. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển ra cái phòng thờ nhé. Phòng thờ ngay bên cạnh. Đây là cái không gian phòng thờ cúng của gia đình. Thì các anh chị mời cúng. Ở vị trí không gian này là phòng thờ là phòng trí đẹp nhất. Lấy toàn bộ cái góc view tối ưu nhất cho gia đình. Thì phòng thờ là một nơi rất là tâm linh. Không gian nhà đẹp thì tất cả các khu vực, các cái công trình đều đặt ở vị trí trung tâm của ngôi nhà. Nếu nhà một tầng thì đặt vị trí giữa, còn nhà hai tầng thì đặt vị trí tầng cao và cái vị trí có nhiều góc view đẹp nhất. Ví dụ như công trình này, đây là góc view trực diện phía ngoài nhà, đúng không ạ? Và các cái ô cửa sổ để lấy ánh sáng đưa toàn bộ vào không gian nhà. Đây là cái không gian của phòng thờ. Mời các anh chị ta sẽ khám phá tiếp các không gian phòng tiếp theo. Ở đây thì chúng ta thấy phòng tắm và phòng vệ sinh vẫn y chang ở dưới phía dưới để chúng ta đồng bộ. Và chúng tôi các nhìn thấy một ô cửa sổ ở kia, chúng ta lấy ánh sáng đưa vào dọc hành lang này. Mời anh chị chúng ta sẽ sang phòng ngủ số 3. Ở phòng ngủ số 3 này, phòng này phòng hướng Tây, thì vị trí ô cửa sổ này nhỏ hơn và không làm khuôn bao cửa gỗ mà chỉ làm về song gỗ thôi. Vì tại sao như vậy? Vì đây là hướng Tây, nếu mà làm cửa gỗ sau này nó nứt hỏng hết, các anh chị chú ý như vậy. Và cái phòng ngủ này có cái diện tích là 15m2, nhỏ hơn một chút. Và phía bên này thì chúng ta sẽ có một cái ban công làm bằng kính, chiều cao từ phần phía dưới nền lên đến đây là 1m1 để tránh đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ và những người ra đứng ngoài ban công. Để các anh chị chú ý như vậy. Đây, phần ban công phía này thì tất cả đều làm bằng cửa. Bây giờ mời các anh chị chúng ta sẽ xuống phía dưới và đi ra phía ngoài để các anh chị ngắm lại một lần nữa toàn bộ không gian của công trình. Rồi mời tất cả các anh chị chúng ta sẽ lại di chuyển xuống phía dưới với không gian của cầu thang này. Chúng ta đi rất là dễ đi, chúng ta xuống dưới để ngắm lại một lần nữa. Ở trên tầng 2 thì chúng ta sẽ có hai phòng ngủ, một phòng thờ và một vệ sinh. Ở dưới tầng 1 thì chúng ta có một phòng ngủ, khu vực bếp tách riêng và khu vực bàn ăn. Và đây là không gian phòng khách, chúng ta đang quay lại không gian phòng khách của gia đình. Tại phòng khách này thì có hai ô cửa sổ, một ô cửa sổ phía sau và ô cửa phụ phía đằng hồi này. Chúng ta sẽ ra phía ngoài để ngắm một lần nữa toàn bộ cái không gian nhà.
để các anh chị nhìn nó với cái không gian đẹp nhất. Với mỗi một công trình thì các đội ngũ các kiến trúc sư, kỹ sư và các thợ tay nghề bậc 7 của đơn vị Angato thi công xây nhà trọn gói thì các anh chị đã ngắm được toàn cảnh không gian nhà, để khi chúng ta nhìn một cái công trình thực tế như này để các anh chị có những cái trải nghiệm tối ưu nhất về cái quá trình xây dựng thi công nhà. Nếu mà anh chị yêu quý với cái mẫu nhà này thì hãy nhấc máy lên gọi điện cho chúng tôi theo số hotline là 0386 325 566. Chúng tôi sẵn sàng phục vụ tất cả anh chị. Hôm qua video này kính chúc các anh chị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Rồi hẹn gặp lại các anh chị ở video tiếp theo.